1001 câu chuyện. À, xin chào các em đã quay trở lại với kênh 1001 câu chuyện. Và video ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho các em một cái miếng dán sticker mới của shop mới lấy về luôn nha. Rất là dễ thương nha. Và nó sẽ có giá là 10.000 đồng nhé. Rất là mới lạ luôn. Ở phía sau này còn có tranh cho chúng ta tô màu nữa nè mấy em. Có voi nè, có hươu cao cổ và có cả hai cẩu luôn. Đó. Rất là dễ thương ha. Đây. Cô đàn xí đáng yêu. Và sắp tới sẽ là sinh nhật của cô nàng tóc nâu búi cao này đi nhé. Bây giờ thì chị sẽ vẽ một cái tủ đồ thật là đáng yêu và dễ thương luôn. Xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta còn chân chơi gì nữa. Tên tên. Đây, đây sẽ là cô chị nhé. Các em ơi, đó chính là một cái cổ áo mà chéo vai qua như thế này và được trang trí rất là nhiều màu xanh luôn ha. Đó, các em thấy có xinh không? Kèm theo đó là một chiếc túi xách nữa. Và kèm theo là một cái trainer màu xanh lá. Đây, mấy em thấy có chị có đẹp không? Tiếp theo là cô chị thứ ba. Em cũng có chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đồ cùng với màu tóc của mình. Đây, một chiếc đầm cúp ngực nha. Có những hoa hồng ngay ngực màu cam nhé. Đó, sinh nhật chị, em mới là người đẹp nhất, đúng không nè? Và em sẽ hát cho chị nghe một bài hát thiệt là hay luôn. Và kế tiếp là cô chị thứ tư. Em sẽ mặc một chiếc váy hồng như thế này nhé, có sao và trăng nè. Và cô Út. Wow, cô Út cũng không kém phần xinh đẹp nhé. Ba chị ơi, ba chị thấy em có đẹp không? Em là Út, tất nhiên em phải đẹp nhất rồi đúng không nè. Vậy theo mấy em là ba nàng, bốn nàng chị em của chúng ta thì cô nàng nào là xinh đẹp nhất nhỉ? Chưa hết đâu nha, còn chiếc đầm ngắn rất là xinh. Và bây giờ chị sẽ treo lại bốn chiếc đầm này vào trong cái tủ để dành. Và đây, những cái bộ đồ mà các cô mặc thường ngày ở nhà nè, mấy em coi thử là có xinh không ha. Đây, đầu tiên là cô tóc cam trước đi. Ôi, một chiếc áo thật là lạ luôn, kề gấu màu cam, rất là dễ thương luôn. Hay, đúng rồi đây. Và tiếp theo là cô chị hai nè. Để xem cô chị hai mặc gì cho nó ngầu ta. Một chiếc áo nhé, một chiếc áo ngắn dạng lớp tớp màu xanh dương nè, sẽ phối với lại một chiếc váy màu xanh lá. Đó, thấy chưa, rất là sành điệu luôn. Và tiếp theo là cô kế tiếp. Cô này thì sẽ mặc cái gì đây? Tên đen tên. Wow, một chiếc đầm khá là xinh nha. Và một đôi giày màu nâu. Cô chị thì một đôi giày màu vàng nữa chứ. Chị công nhận là cái bộ sticker này nó khá là đẹp luôn nha mấy em. Bộ đồ nào chị không thấy cũng đẹp hết trơn á, rất là cá tính. Một đôi giày màu đỏ. Ê, bốn chị em nhà của cô ấy thật là xinh. Tên tên, xong rồi mấy em ơi. Mấy em nhớ là nếu mà muốn đặt hàng hãy liên hệ shop Lucky qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng nha. Còn bây giờ thì video của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.